Thưa quý vị, vào những năm trước, quả bí đỏ được giá nên nhiều người dân ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa ồ ạt trồng loại này. Năm nay, diện tích bí đỏ tại đây đạt khoảng 450 ha và tăng gấp đôi so với năm ngoái. Nhưng đến mùa thu hoạch, giá lại giảm chỉ còn 1 phần tư khiến cho bí đỏ lâm vào cảnh ế ẩm. Nhiều hoạt động giải cứu được triển khai nhưng không cải thiện tình hình vì sản lượng quá nhiều. Và cũng xin được chia sẻ thêm là vùng trồng bí đỏ tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã vào mùa thu hoạch gần một tháng nay nhưng tình hình tiêu thụ chậm, nông dân thua lỗ. Bí đỏ rớt giá ế ẩm khiến nhiều nông dân lo mất Tết. Thông tin trên báo điện tử VOV. Nếu năm trước bí đỏ ở thị xã Ninh Hòa Khánh Hòa được mua tại ruộng với giá từ 7 tới 12.000 đồng 1 kg thì hiện nay rớt xuống chỉ còn 1.800 tới 3.000 đồng 1 kg. Hiện nhiều người trồng bí đỏ ở xã Ninh Sơn mang đi bán lẻ nhưng không đáng kể với mức đầu tư từ 15 đến 20 triệu đồng 1 hecta. Chưa kể tiền công, người trồng bí đỏ thua lỗ nặng. Ông Nguyễn Cảnh Dũng, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa cho biết, từ khâu phát chăm sóc đến khi thu hoạch bí đỏ mất 6 tháng và nông dân đầu tư vốn công sức rất nhiều. Nông dân trong xã chỉ trông chờ vào cây bí đỏ nhưng năm nay thương lái không đến mua, người dân coi như là mất Tết. Bí đỏ chủ yếu cung cấp cho các tỉnh phía Nam nhưng năm nay các địa phương này cũng vào vụ thu hoạch bí đỏ nên thương lái không đến mua khiến lượng bí đỏ ủ nứ ngày càng tăng. Thưa quý vị, thời gian qua dịch bệnh động vật cơ bản được kiểm soát tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển. Tuy nhiên gần đây bệnh dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trên châu bò đã xuất hiện trở lại ở một số địa phương. Nguy cơ dịch lây lan trong các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 là rất cao. Tính từ đầu năm đến hết tháng 10 năm 2023, cả nước xuất hiện 481 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 42 tỉnh, thành phố. Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Sơn La, Đắk Lắc hay là Vĩnh Long và buộc phải tiêu hủy hơn 18.000 con lợn. Dịch viêm da nổi cục trên châu bò xuất hiện trên 100 ổ dịch ở 15 địa phương và nguyên nhân là do tổng đàn vật nuôi lớn nhưng chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ lệ khá cao. Nhận thức của nông hộ về chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm còn hạn chế. Một số địa phương người chăn nuôi còn chủ quan lơ là trong tiêm phòng vaccine tập trung. Về vấn đề này, Báo Điện tử Nhân dân hôm nay có bài viết với nhan đề Không chủ quan lơ là với dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Ở những tỉnh miền núi, điều kiện chăn nuôi của các nông hộ còn gặp nhiều khó khăn, trong khi giá trị kinh tế của con trâu bò là khá cao. Do vậy, đã có tình trạng người chăn nuôi bán chạy, giết mổ ra súc bệnh. Thời tiết diễn biến thất thường cũng là điều kiện thuận lợi để mầm bệnh phát sinh, Tình trạng buôn bán, vận chuyển, nhập lậu gia súc, gia cầm vẫn còn phức tạp, khó kiểm soát, giết mổ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều. Các chuyên gia cho rằng để phòng chống hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, giảm thiệt hại về kinh tế, bảo đảm nguồn cung thực phẩm, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, các địa phương cần chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định. Thưa quý vị, Hà Tĩnh hiện có hơn 7.700 ha diện tích trồng cam cây cam được xem là một trong những cây trồng chủ lực sản phẩm ô cốp tiêu biểu mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân để phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn hữu cơ người trồng cam ở huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh đã áp dụng biện pháp sinh học rất đơn giản thay thế thuốc bảo vệ thực vật Vâng thưa quý vị, đó là mô hình nuôi kiến vàng để diệt trừ sâu bọ, côn trùng gây hại cho cây ăn quả triển khai từ tháng 8 năm 2023. Mô hình này được thực hiện thí điểm tại các xã Thọ Điền, Quang Thọ và Đức Liên và có 4 hộ tham gia với tổng diện tích 10 hecta cây trồng. Về mô hình này, báo điện tử Tiền Phong hôm nay có bài viết Độc lạ Hà Tĩnh nuôi 40 tổ kiến vàng để bảo vệ vườn cam. Là một trong 4 chủ trang trại thực hiện mô hình nuôi kiến vàng đầu tiên tại Hà Tĩnh, ông Lê Quang Toại, ngụ thôn Đăng, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang cho biết, gia đình ông có trang trại cam rộng gần 2 hecta với hơn 200 gốc cam, trong đó có một phần diện tích lớn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Trước đây trồng cam, gia đình ông sử dụng các loại phân bón vô cơ, thuốc hóa học đã làm ảnh hưởng đến môi trường đất, cây trồng và người tiêu dùng. Sau khi chuyển sang trồng cam hữu cơ nuôi kiến vàng làm vệ sĩ để diệt trừ các loài sâu bọ côn trùng trên vườn cam, bước đầu có thể nhận thấy con người được bảo đảm sức khỏe, đất trồng màu mỡ hơn, cây phát triển được bền hơn và nâng cao chất lượng quả cam. Để có tổ kiến vàng, ban đầu ông Toại phải đi vào rừng cây keo tìm tổ của chúng. Sau khi phát hiện tổ kiến, ông cắt luôn cả cành cây có tổ kiến đó mang về, gác lên cây cam. Để đàn kiến ở lại trên cây cam, ông phải bỏ thức ăn như là tép biển hoặc là cơm nguội vào các chai nhựa rồi buộc lên cành cam để làm mồi cho kiến. Với vài tổ ban đầu, sau khoảng gần 3 tháng, vườn cam của ông Toại hiện đã có hơn 40 tổ. Thưa quý vị, một trong những điểm nhấn đặc biệt của Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023 chính là triển lãm con đường lúa gạo Việt Nam với 10.000 chậu lúa được sắp xếp trải dài bờ, kè, canh sáng, xà no, thành phố Vị Thành. Vâng thưa quý vị, con đường lúa gạo Việt Nam được sắp đặt với những mô hình bố trí trải dài từ cổng chào đến khu triển lãm trung tâm lễ hội. Mỗi mô hình trưng bày gian nhà chứa công cụ sản xuất lúa tái hiện không gian trên bến dưới thuyền đặc trưng của miền Tây Nam Bộ trong các thời kỳ, phản ánh trí tuệ Việt, bản sắc văn hóa của người Việt trên con đường phát triển ngành lúa gạo nói riêng và ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung, báo dân Việt đưa tin. Cụ thể là nông sản xuất là nông dân sản xuất giỏi của xã Vị Tân, ông Trần Văn Triệu sinh năm 1966, có hơn 30 năm kinh nghiệm trồng hoa bán Tết. Vì thế ông Triệu được tỉnh Hậu Giang đặc biệt chọn mặt cửi vàng trồng 10.000 chậu lúa phục vụ trưng bày, triển lãm con đường lúa gạo. Bởi trồng lúa trong chậu rất khó, ông phải chăm lúa như chăm cây kiểng. Ông Triệu cho biết, lúa trồng đến nay đã được 48 ngày, 10.000 chậu với 6 giống lúa gồm OM54. 54 51 OM18, R50404, Đài Thông 8, RVT, ST25. Từng giống và từng thời kỳ sinh trưởng của lúa được sắp xếp trong các khu riêng biệt. 10.000 chậu lúa tương đương 5, 7 tấn lúa đồng trên đồng ruộng. Những chậu xếp ngay ngắn thẳng hàng trong khu vườn rộng có diện tích gần một công đất. Bên cạnh đó có một con kênh nước được đặt ngay kế bên để cung cấp nước tưới cho lúa trong chậu. Thưa quý vị, những năm gần đây tình trạng sạt lở đất trong mùa mưa diễn ra ngày càng phức tạp và nghiêm trọng tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Nhiều vụ sạt lở đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết, gây thiệt hại tài sản hàng trăm tỷ đồng. Vâng thưa quý vị, nguyên nhân các vụ sạt lở trên được đánh giá một phần do thiên nhiên nhưng cũng một phần do nhân tai. Trước thực trạng trên, báo điện tử tin tức có phản ánh phân tích nguyên nhân, đưa ra giải pháp trong bối cảnh vùng Tây Nguyên đang đối mặt với sạt lở, sụt lún đất ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở sụt lún đất không chỉ xảy ra tại các khu vực đường giao thông, công trình thủy lợi mà còn diễn ra ngay trong khu dân cư và trải đều từ Bắc đến Nam Tây Nguyên. Tỉnh Con Tum nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, thuộc khu vực có trục đất gãy Đông Tây, kéo dài từ Con Tum đến Quảng Nam, Quảng Ngãi. Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Con Tum cho thấy, vào mùa mưa trên địa bàn tỉnh có hàng trăm điểm sạt lở, có nguy cơ sạt lở cao tại các khu vực dân cư, vườn rẫy tại nhiều xã thuộc các huyện Rông, Con Plông, Đắc Lây. Trong khi đó ở phía Nam Tây Nguyên cũng đang đối mặt với tình trạng sạt lở sụt lún đất nhiều chưa từng có. Tại địa bàn Lâm Đồng, sạt lở là tình trạng thường thấy khi mùa mưa đến, đặc biệt tại các tuyến đường đèo vùng đồi núi có độ dốc lớn. Trong mùa mưa năm 2023, số vụ sạt lở đất gây hậu quả nghiêm trọng có xu hướng gia tăng so với những năm trước đây. Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Cùng nhà nông online được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC16. Và tôi là Huyền Phương, chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị trong 15 phút sắp tới của chương trình. Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, giữa tuần này khoảng ngày 23 đến ngày 24 tháng 11, không khí lạnh sẽ tăng cường xuống nước ta. Đợt không khí lạnh lần này chủ yếu làm thay đổi thời tiết ở miền Bắc và miền Trung với nền nhiệt giảm, duy trì thời tiết rét khô, kiểu thời tiết đặc trưng phổ biến trong mùa đông ở miền Bắc. Ngoài ra, thì các chuyên gia cũng cảnh báo mưa lớn có thể bắt đầu xuất hiện từ Khánh Hòa vào khoảng tối ngày 24 và ngày 25 tháng 11, sau đó lan dần ra Bắc Trung Bộ với lượng mưa hơn 300mm một ngày, thậm chí có thể ghi nhận hơn 500mm vào ngày 26 đến ngày 27 tháng 11 ở Quảng Ngãi đến Thừa Thiên Huế. Mưa lớn kéo dài có thể gây ra ngập lụt diện rộng ở miền Trung, báo điện tử Việt Nam Net đưa tin. Cụ thể chuyên gia dự báo trong vài ngày tới mưa lớn sẽ xuất hiện theo hình thức cuốn chiếu từ Nam Trung Bộ ra Trung Bộ với Bắc Trung Bộ và lặp lại từ Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Lượng mưa cao nhất có thể ghi nhận trong ngày cao hơn 500 mm vào các ngày 26, 27 tháng 11 ở khu vực Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và có thể tới Quảng Trị. Mưa lớn có thể lan tỏa tới cả Quảng Bình và Hà Tĩnh trong giai đoạn này. Ở mỗi tỉnh thành mưa lớn có thể xảy ra trong khoảng 2 đến 3 ngày liên tục, sau đó lại lặp lại tương tự vòng tiếp theo. Hình thái mưa của đợt này rất giống với đợt mưa gây lụt diện rộng vào tháng 10 năm 2020. Mưa do đới gió đông nam mang hơi ẩm từ biển Đông đi vào đất liền, gặp không khí lạnh và địa hình núi cao chắn lại. Nguy cơ ngập lụt rất cao có thể xảy ra khi mà các ngày 27, 28 tháng 11 rơi đúng vào khoảng thời gian trăng tròn, thủy triều đang rất cao khiến nước lụt từ trong đất liền khó thoát ra biển nhanh được. Nguy cơ sạt lở đất cũng xảy ra rất cao vì mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đất ở các quả đồi ngấm đủ nước trở nên nặng và nhão khiến việc xảy ra sạt xả lở cao hơn.